Mời cả nhà nha. Ốc bươu, nhồi thịt và cộng xả. Trong đây có nấm mèo nữa là đúng. Ừ. Có nấm mèo. Ừ. Nấm mèo ở đây người ta gọi là mọc nhĩ đó con. Ở dưới quê mình gọi là nấm mèo. Tại vì nó nhìn nó giống lỗ tai con mèo. Có thịt. À, giới thiệu với các bạn nguyên một cái thau ba khía tỏi ớt. Qua đây qua đây. Dạ. Ba khía này, ba khía ở gạch góc lên hả cô? Ba khía ở nhà là... Nhưng mà ở gạch góc hả cô? À, anh cua có bán ba khía gạch góc Cà Mau, trộn tỏi ớt và ba khía muối nguyên con luôn nha. Hết chỗ cho người ta. Ê, mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé giữa hai thằng cháu của mình. Nhất là cái thằng bên trái. Chấm chấm. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là Ánh Cua đang ở chợ Hồ Thị Kỷ. Nhưng mà do là ở ngoài trời mưa cho nên là mấy dì cháu vô trong này ngồi và sẽ order món ăn ở đây. Đây, menu. Tiếp tiên. Nhưng mà một lát Ánh Cua sẽ quay cái phần chế biến ở ngoài để cho các bạn thấy là sự hấp dẫn của đồ ăn ở trong chợ đêm Hồ Thị Kỷ nha. Bây giờ là khoảng mấy giờ? Móc điện thoại ra. Khoảng 7 giờ rưỡi. 7 rưỡi tối. Không chịu. Yeah. 6 giờ 41. 6 giờ 41 phút. Đây. Takoyaki là một cái món ăn vặt đường phố ở Nhật Bản. Này là nướng lại lần hai. Dạ đúng rồi. Rồi có cá bào nữa phải không ạ? Dạ cá bào với lại sốt nè chị. Giới thiệu với các bạn, đây là hai đứa cháu của anh cua từ Cà Mau lên trên đây. Là lên cũng được mấy ngày rồi và bây giờ là chuẩn bị là quen với nhịp sống ở Sài Gòn rồi. Và nó đòi đi chợ đêm Hồ Thị Kỷ để ăn vặt. Đây quay mặt lấy con. Đó, đây thôi bây giờ nói tên khai sinh đi ha. Đây là Mai Trung Nhẫn. Đây là Nguyễn Nhật Di. Đó. Có nít em luôn. Anh ơi, cái tên này là chỉ có quán anh để thôi phải không? Người ta để sốt tiêu đen hoặc là tiêu xanh, còn đây là sốt tiêu đen thui, là cái ra nước sốt nó đen thui hả anh? Đúng rồi, nó đen. Đen đúng nghĩa đen. Đen đúng của nghĩa đen luôn. Bò lũi. Bò lũi Campuchia. Bò lũi Campuchia, gọi gì nữa? Với cái này đi. Rau bạch tuộc hả? Dạ. Rau bạch tuộc, hồi nãy bên kia kêu rau bạch tuộc gì đó. Sốt tiêu đen phải không? Dạ. Vậy cái này. Rồi cho em một cái phần rau bạch tuộc sốt cay. Ôi ơi, cái rau của nó nè. Kiểu nó không nặng mấy hả? Cái một cái rau này chắc cỡ 3 lạng không ta? Bây giờ là đang đổ một cái dĩ bánh mới nha các bạn. Bạch tuộc nè. Như mỗi viên là sẽ một hạt lựu bạch tuộc. Hồi nãy anh cô kêu một phần là 8 viên. Phần này là 45.000 phải không chị? Sữa cắm cây sốt. Cái này là sốt đen với lại sốt mayonnaise, tương ớt nữa. Rồi thêm tương ớt nữa. Sốt mayonnaise. Rồi xong rồi một lát còn rắc cá bào lên nữa. Dí cái cạm lên ta. Cá bào mấy? Chú Bình. Ví dụ đây là bạn Nhân. Thơm quá. Ở trong này có bán không được ta? Ở đây mình bán bắt đầu từ mấy giờ ha chị? 4 giờ đến 10 giờ. 4 giờ chiều là bắt đầu. Ủa không có bỏ cái bắp đó hả? Chế giờ nói là giờ nó sẽ cắt cái khúc nhưng... mà mình nói viên ra đúng không? Nắng. Nắng. Và bây giờ tới Ánh Cua rất an toàn. Mấy đứa nó không ngờ là nó còn nóng như vậy á. Anh cua là người ăn sao cùng cho nên là có kinh nghiệm.
Nè. Rồi, dính cái miếng bạch tuộc luôn, nóng hổi luôn. Trời ơi, bốc khói. Hèn gì? Phỏng lưỡi rồi. Cái gì? Nóng phỏng lưỡi. Ở ngoài thì nguội mà trắng vô bên trong. Nó nóng tỏa ra đúng không? Tỏa ra. Rồi ăn thêm nữa không? Không mà nó ngon nha. Không phải ngon hả? Nó ngon hả? Ngon quá. Cái bạch tuộc nó rất là giòn. Béo béo mà. Tương ớt cay cay. Nữa hả? Hôm nay là ekip của anh cua là 5 người. Bữa nay sẽ ăn sập chợ Hồ Đại Kỷ nha các bạn. Ăn bây giờ là từ đầu chợ, một lát mình sẽ lết lết giữa chợ, xong là tới cuối chợ là sẽ kết thúc ở cuối chợ luôn. Cứ lộn tên ở nhà với tên đi học hoài luôn á. Gọi nickname á. Nickname hả? MTN. 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 À, là Mai Trung Nhẫn. Giờ anh viết tắt lại. Rồi các bạn, đây cũng là món mới vừa ra luôn. Bạch tuộc. Hồi nãy kêu bạch tuộc gì ta? Sốt sốt đen thui, nhưng mà không có thấy đen thui, chỉ là tiêu đen thôi mà cả nhà nha. Và có gì? Trái cây nữa nè, có xoài nữa nè. Ăn đi Quỳnh. Ăn bạch tuộc đi. Wow. Đây là bò lụi kiểu Campuchia đúng không? Đó, còn này là chân gà rút xương, sốt chua chua ngọt ngọt cay cay, rồi bạch tuộc sốt tiêu đen thui. Rồi mà cả nhà nha, ở trong đây á, một phần không quá 50 ngàn, cái này 45 nè. Cái này 45, cái này hình như 45-50 gì đó. Còn với cái này cũng vậy luôn. Chưa có món nào trên 50 ngàn. Coi bữa nay là cả nhà ảnh cua đi ăn chợ đêm Hồ Đại Kỷ là coi là tiêu tốn bao nhiêu tiền nha. Cũng chấm với nước chấm hải sản luôn. Chân gà rút xương, nó không có xương. Bảo à, chân gà rút xương nó không có xương. Đúng rồi, xương mất tiêu rồi. Ăn này gác không út? Chắc có thể gác á, tại vì nó hơi cay, sốt nó cay, chơi luôn. Về đứt cái lưỡi. Wow. Rác lửa quá hương. Ngon quá. Ngon quá hốc luôn rồi. Cay quá. Món này là khuyến cáo các bạn nha, nếu mà đang bị nhiệt miệng là không nên ăn cái món này, tại vì nó cay và nó nồng. Đúng không? Nếu mà bình thường á, ăn thì rất là đã. Đã kêu một tô bạch tuộc 50 ngàn với thịt bò lụi kiểu Campuchia. Du đang khóc. Dỗ Du. Dỗ cháo của anh cua bằng một lụi một lụi một... thịt lụi. Còn thấy sao? Mấy cái thịt mà mấy quán cơm nướng á. Nó dễ. Nó giống như gì? Gì thịt nướng của cơm tấm á hả? Đúng rồi. Nhưng mà này kiểu Campuchia mà. Thấy có khác gì kiểu Việt Nam không? Không. Nó cũng y chang vậy đó. Cũng y chang đó các bạn. Hương vị là giống thịt nướng của cơm tấm Việt Nam. Chứ chưa có thấy cái gì Campuchia.
Đây là bạch tuộc nướng. Nhưng mà ớt nhiều quá à. Rất là cay, nhìn ớt đây chắc chắn là cay rồi. Đi đi. Cay quá. Chị ơi, cho em 2 ly dâu tầm. 2 tầm nhỏ ly ơi. Nó vẫn ăn. Cay, cay nhưng mà nó vẫn ăn. Ngon quá. Rồi vậy sao con ăn vậy? Nè, đổ mồ hôi luôn nè. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi. Bữa nay lên Sài Gòn cho đi gỡ lúa mà ở được mấy đường mấy ngày rồi mấy đứa? 6 ngày rồi. 6 ngày rồi, cũng như là gần một tuần lễ. Và mấy ngày hôm nay thì anh Cua không có quay YouTube cho gửi đến cho các bạn. À, tại vì do là bận chở hai đứa nó đi chơi tham quan vòng Sài Gòn. Ngày mai là đưa tụi nó về rồi. Bữa nay nó xúc động. Xúc động khóc. Xúc động quá. Ngon cũng khóc. Phát biểu cảm nghĩ ngày mai về về quê rồi. À, 6 ngày ở Sài Gòn rồi, con cảm thấy sao? Dạ, 6 ngày ở Sài Gòn nó rất là vui. Nó có nhiều điều mới lạ. Rồi mai mốt lên nữa không? Dạ, lên. Lên chứ. Tại vì lên trên này là vẫn đi ăn, đi chơi quá trời luôn mà. Với lại là bây giờ là đang dịp nghỉ hè, dẫn hai đứa cháu này đi tham quan. Chứ ít khi nó lên trên này lắm. Tại bận trong cái quá trình mà học á các bạn, không có đi lâu được. Rồi cái ly dâu tầm ở đây là ly này là hồi nãy tính tiền là 20 ngàn một ly nha các bạn. Giá cả rất là hợp lý và rẻ. Và ở đây á, anh cô thấy là thực khách tới đây là chủ yếu là học sinh, sinh viên, rất là vừa túi tiền. Cái này là mình trộn sẽ một cây một phần đúng không anh? Dạ, ché của em là có ché Bình Định với là ché Đà Nẵng á. Em sẽ trộn với cốc xoài rau găm với là nem chả trứng cút với bánh phồng tôm mà. Ủa, sao nhanh vậy? Cút này giống như đang tua nhanh vậy đó. Nó nghệ. Mình ăn được tỏi không ạ? Được anh, đầy đủ luôn. Chỉ có cái là ớt hơi ít thôi. Tại vì trong nhóm đang có một đứa nhiệt miệng. Thật là đau khổ. Cốc non. Ché trộn mí cun. Anh là mí cun hả? Mí cun là ai? Dạ, là cả hai luôn rồi. À, là mí cun ngồi ở trong kia. Dạ, là đúng rồi, là gia đình em. Ở đây trang trí rất là dễ thương. Có mấy cái đòi đèn lon để chiếu xuống đồ ăn nè, cho mình nhìn thấy cái nổi bật của đồ ăn. Đậu phộng. Chắc em hỏi cắt ớt nha, tại vì ché nó đã hơi the the rồi đó. Ok. Một phần này là 55 ngàn nha các bạn. Đi, đi mấy đứa ơi. Ồ, trà sữa. À, cho em ốc bu, ốc lát. Ốc nào ngon hơn ta? Ốc lát bây giờ nó đang là mùa ốc lát thì còn ốc lát nó bự mà nó ngọt hơn. Hay là chị có thể lấy nửa này nửa kia em ăn thử á. Thôi, ốc lát đi, đang mùa ốc lát cho nên là ăn ốc lát. Ok. Nhum, nhum này sao ạ? Mình nước mỡ hành là 30, còn nước phô mai thì 35. Thôi ăn ốc thôi. Với lại bên kia. Bên kia ốc nhồi. Ốc bu nhồi thịt. Lấy cho em một phần luôn đi chị, một phần đó bao nhiêu ạ? Chị lựa cho em một phần đi. Ồ, có tiêu xanh, cho em xin một cọng tiêu xanh luôn nha. Dạ. Đang thèm ăn ốc các bạn ơi. Trời ơi, rất là thơm mùi lá chanh và xả luôn. Đây, mời cả nhà nha. Rồi, nguyên cọng tiêu xanh nè. Rất là hấp dẫn. Nước mắm ớt, gừng. Ăn ốc trước đi, ché để sau nha. Cho nóng. Đợt này rút kinh nghiệm nha mấy đứa. Đã quá. Ăn cái món này nhớ ốc luộc ở Hà Nội á.
cũng ngồi kiểu cốc cốc vậy nè. Ha, ha Quỳnh ha. Ốc đinh liệt. À, có nước dừa, hấp nước dừa luôn hả chị? Dạ. Ngon. Nó ngọt của mình nước dừa. Nó hơn mùi xả. Hơn mùi xả, lá chanh. Này lá chanh hay lá bưởi đây? Lá chanh hả chị? Tự nhiên bây giờ mình lấy ra cái con này nó bự hơn. Cho con, lấy sao Duy? Ốc dài, nó có ngọt của ăn không bị nóng như cái ta bự kỳ nãy. Cái này là mình lấy dễ lắm nè, hai cọng xả nè, mình nối lại ăn đi Quỳnh. Trời ơi Quỳnh, sao bữa nay hiền vậy Quỳnh, ăn đi ngại ngùng nữa. Đây ốc bu nhồi thịt nguyên một cọng xả luôn, chắc chắn là rất là thơm rồi. Mời cả nhà nha. Ốc bu nhồi thịt và cộng xả. Trong đây có nấm mèo nữa là đúng. Ừ. Có nấm mèo. Ừ. Nấm mèo ở đây người ta gọi là mọc nhĩ đó con. Ở dưới quê mình gọi là nấm mèo. Tại vì nó nhìn nó giống lỗ tai con mèo. Có thịt. Ừ. Ngon ha. Giòn giòn, sực sực, thơm thơm. Ốc này á, bầm nó không có bị nhuyễn. Nó vẫn còn thịt ốc hơi hơi á. Mình ăn mình thấy nó giòn của ốc nè. Sừng sật luôn. Ngon quá à. Nhưng mà ăn cái món này phải kèm với rau răm nữa. Nó mới cân bằng. À, kẹp với lá tía tô á chị. Đây. Đây, Nhật Duy. Nhật Duy ăn cái miếng đó có một lá tía tô bự rồi, nó lấy rồi. Còn của mình nè. Ăn đi con. Rau găm mà, bỏ lại đi, rau găm để ăn với ốc này. Đó. Ốc bu nhồi thịt, à đúng rồi, cái lá tía tô nó thơm, à ăn kèm với cái này nó ok á. Ngon. Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Tới ăn cua. À, ốc cua nhồi thịt này là sẽ cuốn với lá tía tô. Đây, cho Út thêm cái lá đó nữa đi. Đó. Rồi, mời cả nhà. Là ăn ngon thiệt. Quỳnh ăn thử đi Quỳnh. Yeah. À, lá tía tô nè, ăn lá tía tô thôi, ai kêu ăn ốc bu nhồi thịt đâu. Nè, cầm. Cầm đi vô mũi thôi cho mà ăn. Cắn thịt tan ra luôn. Độ ra được phần ốc. Nó ăn nó dài. Cộng với lá kè ăn nó lá tía tô. À, lá tía tô nãy con nói lá gì? Lá kè. Lá kè. Lá kè là lá gì? Dầm cây. Ổng nhiều loại lá quá. Ché Bình Định. Ché Bình Định nhưng mà tại chợ Hồ Thị Kỷ. Ồ. Cái này là thèm thèm lắm nè. Đúng. Xoài nè. Bỏ lên cho con hả? Không, Út cầm cái này Út bỏ lên. Không, Út không ăn bánh phồng tôm. Út chỉ ăn bánh phồng tôm ánh cua.
Ok. Ok. Và bánh phồng tôm của anh Cua có tại địa chỉ 22 đường Cửu Long, phường 15, quận 10. 1 ký là 280.000 1 ký và đóng gói hộp nửa ký 500 cà gam. Rồi mời cả nhà nha, ăn ché nha. Ché cốc xoài. 1, 2, 3, ngốc môn. Giòn tan. Ăn xong ở đây mình sẽ đi tiếp tục. Ở đây là hộp vịt lộn nướng hả? Ủa hộp vịt lộn sao đem nướng ta? Cái này là nướng phô mai hay sao vậy? Ủa hộp vịt lộn nướng hả chị? Nướng me nướng mưa ớt chị. Nướng me nướng mưa ớt. Lạ quá, lần đầu tiên thấy hộp vịt lộn nướng á. Mình thường ăn luộc không à? Ăn nướng thì ngon lắm rồi. Rồi cảm ơn cô nha. Giờ mình đi xuống dưới này. Nói chung là quầy nào cũng có bàn ghế ngồi lại để ăn hết. Ui, quá trời nhiều thịt nướng luôn. Đây, chân gà, rồi bạch tuộc, rồi đùi gà. Thịt quá trời luôn. Ở trong kia có bàn ngồi lại ăn hết trời. Đi xíu nữa không ai? Đi nữa đi, bây giờ ở đây là hơi chờ hơi lâu quá. Tại vì đông khách đang xếp hàng. Hấp dẫn quá. Ủa anh ơi, bạch tuộc này mình chiên hả anh? Dạ cái này rau mực cái chị. Rau mực mình chiên lên nhìn cũng Thái à. À cái này là làm kiểu Thái hả? Dạ đúng rồi. Tại sao mình không chiên ngập dầu đi anh mà mình phải đẩy đẩy vậy? Chiên ngập dầu nó không ngon. À, đưa mít cho ảnh. Không dám đút vô con chắc liền. Đưa mối kìa, đưa mối kìa. Đưa mối á, đưa mối. Chiên vậy nó giòn nó còn ngon hơn. À chiên giòn này, chiên kiểu này nó giòn nó ngon hơn. Dạ. Còn chiên ngập dầu thì nó làm sao anh? Chiên ngập dầu thì nó bình thường quá, với lại nó thấm dầu quá, dầu nó rút nhiều quá. Cái này là bạch tuộc gì vậy anh? Dạ, cái này đầu mực à. Đầu mực. Dạ. À đầu vậy mực. Em thôi chị em làm cắt ra riêng từng loại râu à. Dạ. Thơm quá. Cái này một phần bao nhiêu à? Một phần 35.000 10 xiên à. Lấy cho em 10 xiên. Dạ rồi. Cỡ bao lâu có anh? 2 phút là có. Dạ. Yeah. Thơm nha, thơm nha. Nhưng mà làm vậy mỏi tay lắm anh ơi. Mỏi tay nhưng mà ngon. Quan trọng là ngon đó chị. Quan trọng là ngon. Anh đang rắc cái bột sốt Thái Lan. Anh có làm nó phật lửa lên không? Dạ không ạ. À. Sao con thấy sao Nhẫn? Dạ nó rất là nghệ. Rất là nghệ à. Đây là đầu mực. Đây ăn cái sốt của cái bánh thôi. Nó giống cái sốt vậy mà. Của cái bánh rồi. Thầy nhỏ hay ăn á. Cái này vừa giống như cái hương vị của Malai nhiều hơn là Thái Lan. Yeah, đúng rồi. Anh ơi, cái vị này có mùi cà ri không anh? Cái này một muối là muối pha chế bằng rất nhiều loại gia vị của Thái như vậy. À, pha rất là nhiều loại, nhưng mà sao em đánh ra cái mùi cà ri ta? Đâu không ra mùi cà ri đâu. Cái này là muối ăn chiên Thái vậy. Đây, anh quay phim anh lấy ăn thử coi. Ăn được không? Lấy một que thôi. Quên thêm rau nữa. Đấy. Biết rồi.
cái này giống cái bánh gì mà à, cái gì nó giống như là cái que xin que gì ngoài cái cục gì mà đỏ đỏ ngoài trường á, ngoài cổng trường á. Đúng rồi. Không cái gì cái cục gì đỏ đỏ ngoài cổng trường mày, nó màu kem á, nó màu kem hả, nó xốp, cái bánh nó tròn. Dạ đúng rồi, là cái bánh gì anh quay phim, bánh snack kìa. Đúng rồi, nó màu kem. Cuối cùng cái bánh đó là không biết tên, nhưng mà các bạn ơi là mọi người nói là cái bánh đỏ đỏ tròn tròn ở ngoài cổng trường nó màu cam cam. Ai biết thì hãy comment ở bên dưới nha, chứ giờ anh cưa nó dài dài á. Nó dài dài nữa hả? Sao nói nó tròn tròn, nó có cục tròn cục dài nữa. Ủa ở đây là một cái bánh này là bao nhiêu tiền á anh? Nhân là 40, hai nhân là 45. Một nhân là 40, hai nhân là 45, vậy là cái của em là 45.000. Đúng rồi. Anh cua gọi một cái gồm nhân, trứng, muối và chào bông. Wow, thơm quá. Của em. Wow. Ủa, chị ơi, có mình vậy rồi mình bưng đi đổ hay sao ta? Ờ, đem đi mà. À, ở trong nó có xả, nguyên một củ xả luôn. Rồi nước sốt nè, nguyên một cái chảo nước sốt. Ớt rồi cà chua. À, giới thiệu với các bạn, nguyên một cái thau ba khía, tỏi, ớt. Qua đây, qua đây. À. Ba khía này, ba khía ở gạch góc lên hả cô? Ba khía ở nhà là... Nhưng mà ở gạch góc hả cô? À, à, anh cua có bán ba khía gạch góc Cà Mau, trộn tỏi ớt và ba khía muối nguyên con luôn nha. À, chân gà xả bắc. Bây giờ cho em bây giờ mới vừa mua một cái gỏi đu đủ. Thử một món đi. Rồi đặng tao quay phim luôn. Em ăn cái này rồi. Bây giờ em muốn ăn cái gỏi này nè, chọn cho em một phần gỏi này nha, ăn tại chỗ. Xôi xài là chưa ăn đúng không? Chị bằng xôi xài. Cho một phần xôi xài, một phần gỏi này và một phần nem nướng cơm lam của anh luôn. Định đi kiếm rồi đó. Dạ, một phần này là bao nhiêu anh? Anh đi đâu mà? À, phần gỏi ba khía là 70. Đó, anh cho em quẹt vô. Dạ. Rồi, chị bưng đồ lên cho em. Dạ. Rồi, qua bên nhà màu xanh đi mấy đứa. Qua nhà màu xanh đi. Anh ơi, cái thùng ba khía này có khác gì với cái thùng cái bên này không? Thôi bỏ vô, thôi bỏ vô. À. Nó đầy quá. Cái hết là em bỏ vô. Vậy anh lấy cho em hai phần đi, là hai cây á, mỗi thứ hai cây. Nhưng mà lấy cho em màu tím với màu cam nha. Tím với màu cam. Dạ. Yeah. Màu tím sen á. Tiếng tiên, hồi nãy là mua được một cái phần gỏi đu đủ ba khía, nhưng mà tại vì thấy chỗ này quá hấp dẫn đi cho nên là không thể cưỡng lại được, mua thêm một phần nữa, mà phần này là phần big size luôn nha. Phần này hồi nãy Quỳnh tính tiền nhiêu vậy? Hồi nãy hỏi nhiêu ta? 190 hả? Ồ, còn thêm một phần xôi xoài nữa các bạn ơi. Đúng là kiểu Thái Lan luôn, là có gì nước cốt dừa nước nữa cốt nhưng dừa mà cũng đúng kiểu miền Tây luôn, cho nên là sẽ rất là hợp khẩu vị với ba đứa mình luôn. À, kể cả Quỳnh và anh quay phim nữa. Yeah. Khoan, nhưng mà ăn cái bánh này trước cái đi. Cái này có gì trứng muối và chà bông nữa. Ăn đi con. Cái này là bánh trứng non nha, bình thường là anh cô sẽ thích ăn cái bánh trứng non có hương trà xanh, nhưng mà bữa nay mình ăn trứng muối chà bông. Sao gì? Cái này kia như là kiểu trò chơi nhân phẩm chứ ăn nhầm cái có nhân, nhầm cái không có. À, đúng giống rồi, như chơi là... trò chơi hả? À, bên này có nhân quá không? Nhưng mà ngon. Mày miếng chín muối hả? Ủa, cái này bẻ luôn cái ống mà dục luôn hả ta? Đúng rồi. Duy, con làm đi, bẻ đi. Nè, con bẻ đi. Nóng. Nóng. Nhưng mà thường người ta lấy ra nguyên một cái cây cơm luôn. Ăn thì nó ngon, cái này nó không chín. Vậy hả?
Đây, mời cả nhà nha, cơm lam. Nhưng mà bây giờ là tới gần như là cũng gần cuối chợ rồi. Mình sẽ ăn một cái món no. Thơm quá à, hình như có nướng, có nước cốt dừa. Cơm lam có nước cốt dừa không ta? Nước dừa, nấu nước dừa. Ờ, nấu nước dừa. Rồi ăn với anh em nè. Dẻo, rất là dẻo. Nè, nhập hỏi nè. Hỏi trước nữa. Hỏi nè, biết hỏi rồi. Được, tao hỏi. Nãy là bỏ hồng ăn luôn chứ không có hỏi. Nem. Nóng ngoài, ngửi trong. Đúng rồi, cái này nóng ngoài. Nóng ngoài, ngửi trong. Nóng. Ở đây sao? Nóng trong luôn hả? Ngày ấm hả? Nóng. Hồi nãy món takoyaki á thì nguội ngoài nóng trong, còn giờ cơm lam là nóng ngoài nguội trong. Nó thúi cái lưỡi. Quỳnh ăn với Quỳnh thôi, lắc đầu no quá rồi phải không, mới đi có nửa chợ. Nè, anh quay phim cho nha, cho anh nè. Nè, em cầm giùm cho anh phim rồi. Quỳnh này nha. Trêu đùa quay phim đi. Sao con ăn thấy sao? Cơm nó dẻo quá. Mẹo quá nè, ba là cơm xôi. Dẻo quá lạc. Lạc đây con ăn với cái này. Trời ơi, chưa? Nãy giờ không đưa cho nó ăn. Nãy giờ không có hướng dẫn, quên các bạn ơi, mấy đứa này nó mới lên Sài Gòn. Đây, ở quê mới lên, nó còn dễ thương dữ lắm. Nè, ăn một miếng cơm lam với kèm với một miếng nem nướng. Rồi lát cặp thêm miếng dưa leo nữa. Rồi dưa leo chấm với tương ớt. Đó, rồi nhai rồi nuốt. Đó, hiểu chưa? Quy trình nó vậy đó. Nhai rồi nuốt. Nuốt rồi nhai. Nuốt xong nhai. Không, nó ăn tiếp. Làm lại lát nó ăn thêm ống nữa. Nè, còn ống nữa. Wow. Rồi biết nó ăn ngon rồi đó. Thôi bây giờ mình sẽ ăn cái gỏi đu đủ. Quỳnh đang chờ cái món xôi xoài. Thôi Quỳnh, ăn miếng đi Quỳnh. Ăn trước đi. Đây là ly nước ép siêu to khổng lồ. 20 ngàn hả Quỳnh? 25 ngàn. Đó, nói chung là ở đây á, giá cả rất là hợp lý luôn. Hợp tiền với học sinh sinh viên. Chừng nữa con lên đây con học đại học á, là vô trong này ăn. Quá đã. Vô đây là ăn no luôn á. Ờ. Mà ăn tí 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 thôi nha, một cái một loại á. Mà cái đó chỉ là đầu tháng thôi. Trước cuối tháng không biết hả? Ba khía. Nhưng mà anh cua ăn hai cái me ba khía này nha, trộn tỏi ớt hồi nãy nhìn hấp dẫn quá, mình không tưởng lại được, mình phải mua thêm một phần. Các bạn biết rồi đó, đứng ở ngoài là cái hình ảnh nó hấp dẫn mình tới nỗi mà thôi không muốn nói gì thêm. Đây mời cả nhà nha. Mà anh cua có bán ba khía nữa nha, đúng ba khía gạch gốc Cà Mau. Mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt, cay, tỏi nhiều. Gỏi đu đủ. Sao Quỳnh? Ngon quá à. Cái món này mà nhậu là bá cháy luôn á. Mà nó cay quá. Bây giờ mới cảm thấy cay nè. Nãy ăn mấy món kia chưa cay mà món này cay nè. Quỳnh chịu không nổi rồi, Quỳnh lấy đũa rồi. Rút đũa đi. Ăn cái ngoe ba khía này cũng phải là kỹ thuật nha. Hút, có cách hút cái ngoe nó để ra cái miếng thịt trong cái ngoe ăn mới ngon. Dạ.
fan hâm mộ, thân hâm mộ. À, giới thiệu với các bạn, à, cô bán trong chợ Hồ Thị Kỷ này và hồi nãy là nhận ra ánh cua và cả nguyên cả team của ánh cua luôn. Phạm Dũng, Phan Diễm Vlog, rồi anh Hải Sapa TV và ánh cua Diễm nữa. Diễm dạ đó. Diễm, Phan Diễm Vlog đó cô. À. Dạ, à, một fan hâm mộ và tặng hôm nay là tặng cho ánh cua một cái này, món này là món gì vậy cô? Milo dầm. Dạ, có cái bánh cookie ở trên nữa. Rồi con cảm ơn cô rất nhiều nha. Bình thường cô bán một ly này là bao nhiêu? 30 ngàn. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Cô tên gì cô? Yến. Cô Yến. À, các bạn mà nếu mà có đi vô chợ đêm Hồ Thị Kỷ thì ghé đây ủng hộ quán của cô Yến nha. Ngay ngã ba giữa chợ. Trong đây không có địa chỉ đâu hả cô ha? Cứ quán xin xin dầm. À đây. Xin xin đây. À quán xin xin. Nãy giờ ngồi quay logo của cô xuyên suốt luôn đó. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Cô rất là dễ thương. Rồi cái món này là dành cho Quỳnh nè. Hiểu. Bự lên. À, đây là cái món mà anh cua biết là hai đứa cháu của anh cua rất là thích. Nhưng mà dành cho Quỳnh. Nhưng mà lại dành cho anh quay phim. Ok. Tại vì công sức nãy giờ anh quay ảnh ăn ít. Đúng không? Dạ. Bây giờ anh uống ly này vô để anh có sức. Để anh đi quay tiếp. Tại vì mới có giữa đoạn đường à. À. Ôi cái gỏi này cực ngon nha. Nhưng mà bây giờ anh cua muốn giới thiệu các bạn tiếp thêm là cái món xoài xoài đi. Wow. Xoài 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 nhìn có vẻ như là rất là dẻo nha. Xoài xoài nhưng mà anh cua ăn xoài. Còn xoài thì Quỳnh ăn nha Quỳnh. Mời cả nhà nha. Em đi hỏi chơi gì vậy? Xoài ngọt xớt luôn á. Xoài ngọt. Xoài ngọt xớt luôn. Ăn miếng xoài với nước cốt dừa. Nước cốt dừa béo. Đúng rồi. Không để lên. Béo rồi có mè với đậu phộng nữa. Nước cốt béo béo mặn mặn. Thơm. Nhẫn ăn đi. Hết chỗ cho người ta. Ê, đi. Mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé giữa hai thằng cháu của mình. Nhất là cái thằng bên trái. Chậm chậm. Bây giờ là đã 9 giờ mấy rồi các bạn, nhưng mà vẫn còn rất đông, rất 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 là đông người. Và rất rất là nhộn nhịp. Nhộn nhịp luôn hả? Hai. Một xiên là bao nhiêu tiền anh? Dạ 25 ngàn. 25 ngàn. Ngon ha. Lấy cho em một xiên đi. Một xiên à, ba ốc cháo mình chia ra ăn. À, đây là có trứng cá nữa ha anh. Lấy cho em xiên có trứng cá nha. À trứng tôm. À trứng tôm. Cái này ở dưới là cái lớp bột hả anh? Không, trứng thông. Trứng thông luôn á hả? À đúng rồi, trứng cút rồi xong là nhân topping ở trên là đủ loại luôn. Và cái chỗ mà anh cua muốn tìm tới là chỗ cái chị bán khô của người Campuchia. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái dàn bên này nè, 4C nè, đã dẹp và nghỉ rồi. Không biết ngày mai có bán hay không. Ủa bây giờ là quán nướng hả? Bữa nay là đã đóng cửa rồi.
À, các bạn ơi, bây giờ thì Ánh Cua dẫn hai đứa cháu mình đi một vòng con đường hoa trong Hội Thị Kỷ. Đây là một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái số ngày hôm nay thì nói chung là cũng khá là dài rồi, và tụi nhỏ là nó no quá, giờ nó vô bụng. Rồi, ở trên này có những chỗ cắm hoa rất là đẹp nè. Bây giờ thì Ánh Cua sẽ xin kết thúc video ở đây nha. Mong rằng các bạn sẽ thích video này cùng Ánh Cua khám phá chợ đêm Hội Thị Kỷ, chợ ẩm thực và chợ hoa. Và nếu mà có yêu mến Ánh Cua thì hãy subscribe kênh của Ánh Cua để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Còn với lại là Ánh Cua cũng hỏi cảm nhận của cháu Nhẫn ngày hôm nay đi chợ đêm Hội Thị Kỷ như thế nào. Tại vì nó là người đề xuất đi chợ đêm Hội Thị Kỷ từ ở Cà Mau, thì lần đầu tiên đi chợ đêm Hội Thị Kỷ có thấy như sao? Dạ, nó vui, nó đông người, nó có nhiều món ăn lạ. Những đồ ăn ở đây ngon. Rồi, Duy, đưa mic cho anh hai. Đồ ăn ở đây nó hướng về cay nhiều. Nhưng mà cũng có những món nó phải gọi là rất ngọt, rất béo. Nói thiệt chứ ở dưới này chỉ cần 2-3 đêm thôi là đủ lên ký rồi. Chính xác luôn. Nhưng mà lâu lâu thì mới đi một lần chứ đâu phải ngày nào cũng dẫn đi đâu các bạn. Và bây giờ thì Ánh Cua đang đứng ở bên này thì mùi hoa rất là dễ chịu nè, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhẹ, hình như là có cái mùi hoa của hoa ly á, hoa huệ đó. Ánh Cua rất là thích hai cái loại hoa này. Và như ủa không phải, hoa này là hoa đồng tiền. Rồi bây giờ thì Ánh Cua xin kết thúc video ở đây nha. Các bạn, chúc các bạn ngủ thật ngon và nhiều niềm vui khi xem video của Ánh Cua.